câu D nha. 33 trừ 4x bằng 5 mũ 8 chia cho 5 mũ 5 mũ 6 thì nhớ giúp lỡ kiến thức, đó là A mũ em N chia cho A mũ N M thì chia nha, hai lũy thừa cùng cơ số nè, ta lấy mũ trừ, vậy là A mũ N trừ M. Vậy là 33 trừ 4x bằng, đây là 5 mũ 8 trừ trừ 6. Vậy là 33 trừ 4x bằng 5 mũ 2. 33 trừ 4x bằng 5 mũ 2 chính là 5 nhân 5. 5 nhân 5 ra 25. Ở đây bạn nào học tới số nguyên rồi? Số nguyên rồi nha, học tới số nguyên chưa Phương? Số nguyên chưa học đúng không? Khi gặp bài toán này chưa học số nguyên nè thì làm ơn nhớ lại kiến thức cấp 1. Đây là số bị trừ nè, đây là số trừ nè, còn đây là hiệu. Vậy cái ẩn ý của mình nằm ở số gì? Số trừ. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ, trừ đi ghi hiệu. Vậy là mình sẽ có 4x bằng 33 trừ 24. Vậy là 4x bằng 33 trừ 22, xin lỗi, 33 trừ 25 ra bao nhiêu mọi người? Ra 8 đúng không ạ? Nhân chuyển qua thành gì ạ? Thành chia, vậy x bằng 8 chia 4. 8 chia 4 bằng bao nhiêu? Comment giúp lỡ liền đi mọi người. Vậy kết luận x bằng giúp lỡ nha mọi người. Ok chưa mọi người ơi? Ok không ạ? À?